xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBC ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 thì giá ga bán lẻ sẽ giảm hơn 1.000 đồng một ký, đã bao gồm VAT, tương đương với 14.000 đồng một bình 12 ký so với trước đó. Chiều hôm qua, các công ty kinh doanh gas tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kể từ ngày 1 tháng 7, giá gas bán lẻ sẽ giảm 1.167 đồng một ký. Theo đó, giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh từ mức 260.000 cho đến 280.000 đồng một bình 12 ký. Đại diện công ty gas Sài Gòn Petro cho biết do giá giao dịch ga thế giới tháng 7 giảm bình quân 45 đô la một tấn so với tháng trước đó, kéo giá ga xuống còn 302,5 đô la Mỹ một tấn. Vì vậy, giá ga bán lẻ trong nước giảm nhẹ. Chuyển sang một thông tin tiếp theo. Trong khi các hãng hàng không đang lo ngại việc tăng giá dịch vụ sân bay đối với các chuyến bay nội địa sẽ đẩy giá vé máy bay lên cao, thì Vietnam Airlines đã kiến nghị lên Cục Hàng không Việt Nam bỏ trần giá vé máy bay để các hãng tự cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Từ đầu tháng 9 năm ngoái, Cục Hàng không đã điều chỉnh giảm 4% với khung giá trần các tuyến nội địa. Theo đó, các tuyến nội địa sẽ có giá tối đa từ 1,6 đến 3,75 triệu đồng một khách. Giá trần với tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là 3,2 triệu đồng một khách. Hiện tại, giá vé máy bay nội địa của Vietnam Airlines với một số đường bay đã lên đến giá trần. Do vậy, Vietnam Airlines kiến nghị bỏ chính sách giá trần để các hãng có thể linh hoạt trong giá bán. Với kiến nghị của Vietnam Airlines, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không cho rằng khá hợp lý và cam kết sẽ xem xét. Theo ông Lại Xuân Thanh, hiện nhiều nước đã chuyển chế độ giá trần sang chế độ cạnh tranh để đảm bảo quyền lợi của người dân. Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương vẫn đang được nhắc đến như một hiệp định tự do thế hệ mới, trong đó có nhiều ràng buộc có thể tác động mạnh mẽ đến hệ thống pháp lý của Việt Nam. Theo ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, thì đây mới là thách thức lớn nhất mà TPP đặt ra cho Việt Nam. Phóng viên của chúng tôi đã có một cuộc trao đổi nhanh với ông bên lề hội nghị thông tin trước về TPP cho các đại biểu Quốc hội phía Nam về nỗi băn khoăn này, cũng như kinh nghiệm của ông từ thời cải cách pháp lý để tham gia Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO. Mời quý vị theo dõi. Dạ thưa ông, thì khi mà nhắc đến những cái tác động từ TPP thì tôi thấy là ông có một cái sự quan tâm, sự quan ngại rất là lớn về cái việc là thay đổi cái hệ thống pháp lý để phù hợp với TPP. Thì ông có thể chia sẻ cụ thể cái lý do tại sao đây lại là một cái mối quan ngại lớn nhất của ông được hay không ạ? Trước hết là tôi tham gia cái quá trình thẩm tra cái việc mà Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2006. Khi đó tôi là chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Và khi đó thực sự tức là nó có một cái nhu cầu rất cao về sửa đổi bổ sung cái hệ thống pháp luật của chúng ta để tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế để chúng ta gia nhập cái Tổ chức Thương mại. Lần này thì với một cái nội dung này là chúng ta gia nhập TPP này thì nó lại có một cái yêu cầu, một cái chất lượng cao hơn và nó thiết thực hơn, nó cụ thể hơn. Mà cái quá trình đàm phán cũng rất là găng go, rất là quyết liệt. Và chúng ta cũng nói rằng là cái việc gia nhập tổ chức này đó, cái TPP này đó, thì chúng ta được hưởng lợi nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta không có một cái phân tích sâu sắc, không có một cái triển khai cụ thể các công việc đó, thì e rằng tức là dễ chủ quan, dễ có một cái phấn khởi mà nó lại quá cái mức cần thiết. Bởi vì có thể nói là đối với hệ thống pháp luật của chúng ta đó thì hiện nay cũng còn rất nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện thì mới đáp ứng được cái yêu cầu chúng ta gia nhập TPP. Sau đó chúng ta cần phải đi rất sâu. Chính phủ cũng phải có cái đề xuất rất cụ thể. Những luật nào cần sửa, những luật nào cần xây dựng mới. Như ông có chia sẻ là trong giai đoạn mà chúng ta đàm phán để gia nhập WTO thì những cái vấn đề gì mà pháp luật Việt Nam chưa tương thích với WTO thì chúng ta sẽ phải sửa đổi theo cái hướng chúng ta sẽ phải thực hiện theo WTO. Như vậy thì nếu một lần nữa pháp luật Việt Nam sẽ phải sửa đổi để chạy theo các cái cam kết với TPP thì ông có nghĩ là nó sẽ tạo nên một cái gánh nặng quá lớn lên cái bộ máy thực hiện hay không thưa ông? Theo tôi nó cũng có hai vấn đề. Một mặt là những cái vấn đề mà chúng ta phải kịp thời sửa đổi bổ sung, nâng cao luật pháp chúng ta. Thì cái đó chúng ta phải làm. Nhưng mà đúng là cũng có rất nhiều vấn đề bởi vì chúng ta là đang là xây dựng cái nhà nước pháp quyền mà của chúng ta nó là mới đi vào cái giai đoạn đầu thôi.
cho nên còn rất nhiều vấn đề về luật pháp. Rồi luật pháp quốc tế thì cũng nhiều vấn đề chúng ta chưa tương thích. Thế cho nên theo tôi đó, vẫn phải có những cái quy định để như vậy nó tạo cái điều kiện để sau này chúng ta tiếp tục sửa. Nhưng ngay tức thì đấy, sửa ngay một lúc thì không hết được. Vẫn có phải nêu vấn đề, tức là chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế khi mà chúng ta đã tham gia cái sân chơi này. Và những cái gì mà chúng ta cố gắng, nó bức xúc, nó cần thiết thì phải sửa ngay. Nhưng mà cũng còn một số vấn đề thì có thể là chúng ta chấp nhận thực hiện cái luật pháp quốc tế. Và trong nước thì chúng ta tiếp tục chúng ta hoàn thiện, bổ sung thêm. Thì đấy là một cái thực tiễn, nó phù hợp với cái khả năng của chúng ta. Tuy nhiên tôi nghĩ là việc sửa đổi về thể chế, về pháp lý thì quan trọng hơn hết vẫn là cái bộ máy nhân sự. Qua cái kinh nghiệm mà tuân thủ theo WTO thì đến cái thời điểm này thì TPP, thì ông có những cái chia sẻ như thế nào về vấn đề này không? Thực tế như của chúng ta đó, và như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng nói ở cái hội nghị làm việc với các doanh nghiệp, doanh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và vừa qua cái cuộc họp của Chính phủ đó, thì cũng chỉ rõ rất rõ rằng là hiện nay cái thể chế của chúng ta đó, tức là thực chất những vấn đề pháp luật của chúng ta đó, rồi cái quản trị của bộ máy nhà nước của chúng ta đó còn rất nhiều vấn đề vô cảm, tiêu cực, không quan tâm đến những cái đối tượng mà mình phải phục vụ, mà coi như là đặt ra điều kiện đòi hỏi họ, cho nên rất khó. Cho nên bây giờ phải thay đổi cái cơ bản về nhận thức. Nhưng mà thực chất ta nói thay đổi cơ bản nhận thức thì con người ta phải sống trong vòng pháp luật, tuân theo pháp luật. Thì chính là thể chế, và thể chế thì ở đây tức là chính là chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật. Để bắt buộc mọi người phải tuân thủ pháp luật, làm theo pháp luật, và làm không đúng thì phải xử lý. Cho nên cái đó nó là cái rất là cấp bách, rất là cần thiết. Thế cùng với nó tức là chúng ta phải làm tốt công tác quản lý và đòi hỏi mỗi công chức nhà nước phải ý thức được cái trách nhiệm của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều. Quý vị vừa được xem những hình ảnh hết sức đẹp mắt của núi rừng Sapa. Và tiếp nối bản tin tối nay. Vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, trong sự kiện đánh dấu chặng đường 7 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, công ty dịch vụ đầu tư Hoa Kỳ gọi tắt là USIS đã đón nhận niềm vui lớn hơn khi vinh dự trở thành thành viên chính thức của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam VACD. Ngày 29 tháng 6 năm 2016, tròn 7 năm sau khi chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam, công ty dịch vụ đầu tư Hoa Kỳ USIS được biết là công ty hàng đầu có chính sách hậu mãi tốt nhất cho khách hàng. Với ông Chris Lộc Đào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của USIS, thì đó không phải là thành công mà chính là sự trưởng thành. Và do đó, việc chính thức trở thành thành viên của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam VACD là một sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực của USIS trong suốt thời gian gây dựng niềm tin tại thị trường Việt Nam. Nói như tiến sĩ Hàng Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, thì đây là cơ hội để USIS tiếp cận một mạng lưới với hơn 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, cũng chính là cơ hội để USIS tiếp tục nắm bắt và theo đuổi mục tiêu kinh doanh trong bối cảnh hoạt động giao thương với Hoa Kỳ sẽ còn rộng mở trong thời gian tới, đặc biệt là nếu Hiệp định Thương mại Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP được thực thi. Cơ hội đã rõ, tuy nhiên liệu doanh nghiệp hoặc cá nhân kỳ vọng đầu tư vào Hoa Kỳ đã đủ bản lĩnh để vào sân chơi lớn hay chưa? Hiện nay thì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Dự kiến là những năm sắp tới, 2 năm tới tối thiểu, là khi mà TPP hiệu lực thì cái xúc tiến thương mại của hai quốc gia Việt Nam và Mỹ sẽ, tôi đoán, sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Hiện nay công ty chúng tôi có khá nhiều những cái nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đến chúng tôi để mà tìm hiểu cái thông tin về xúc tiến thương mại, để mà họ chuẩn bị cho họ những cái kiến thức, những cái kỹ năng cần thiết, cái tâm thế sẵn sàng để mà hòa nhập với sân chơi lớn, đặc biệt là thị trường Mỹ là một thị trường lớn nhất thế giới.
Nắm bắt được xu hướng trên, USIS đã nhân dịp đặc biệt này công bố những dự án mới, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến dự án khách sạn Four Seasons tại Boston với cơ hội đầu tư cùng tỷ phú Bill Gates, cũng như dự án đồng hành cùng quỹ Hiểu Về Trái Tim và giới thiệu dự án từ thiện chuyến xe tuổi thơ trong hành trình lan tỏa yêu thương đang theo đuổi. Thưa quý vị, không chỉ quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, làm sao để vươn lên sánh tầm với thế giới, thì các bạn trẻ Việt Nam ngày nay cho thấy là họ đặc biệt quan tâm đến phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Đây cũng là nền tảng để dự án Giới Trẻ Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Youth Speak 2016 ra đời. Lễ ra mắt dự án đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay 30 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Giới Trẻ Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững do tổ chức sinh viên ISEC Việt Nam đồng hành với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện nhằm tăng cường nhận thức của giới trẻ về phát triển bền vững và khuyến khích họ đóng góp vào những thay đổi tích cực cho các vấn đề xã hội. Dự án sẽ góp phần hiện thực hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc thông qua 4 hoạt động lớn dành cho các bạn trẻ từ 18 đến 24 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm chiến dịch đề cử đại sứ tiếng nói trẻ, cuộc thi tiếng nói trẻ vì mục tiêu toàn cầu, diễn đàn thế hệ hướng tới hành động và ngày hội mang tên Giới Trẻ, tác nhân thay đổi. Lâu nay thì giới trẻ chủ yếu được nghe về những cái câu chuyện như là khởi nghiệp, về cái câu chuyện là chúng ta làm sao để mà vươn ra thế giới, hội nhập với thế giới. Nhưng mà có một điều cần phải lưu tâm rằng là nếu mà chúng ta đi nhanh nhưng lại không chắc chắn, không bền vững thì cái kết quả đó sẽ không đạt được lâu dài. Vì vậy, tôi nghĩ rằng hoạt động này của ISEC Việt Nam là hết sức ý nghĩa, bởi vì nó sẽ khiến cho những người trẻ sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những cái gì mà mình có thể tạo ra cho cộng đồng xung quanh mình, chứ không phải chỉ là câu chuyện thành công của riêng bản thân mình. Các hoạt động dự kiến diễn ra trong suốt năm 2016 sẽ là sân chơi bổ ích để các bạn trẻ có dịp thể hiện tiếng nói của mình, không chỉ đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích bản thân, mà cả các vấn đề của toàn cầu, góp phần tạo nên một xã hội tích cực hơn. Bạn trẻ quan tâm có thể tìm hiểu thông tin trên website, trang fanpage hoặc gửi email về ban tổ chức dự án YouthSpeak 2016. Michael Phelps đã giành chiến thắng ở nội dung 200m bơi bướm vòng loại Olympic của Mỹ, qua đó giành vé có mặt ở Olympic Rio. Anh cũng là người đang giữ kỷ lục ở sự kiện này, và Michael Phelps đã về đích với thành tích là 1 phút 54 giây 84 sao. Đây là lần thứ 5 liên tiếp kình ngư người Mỹ giành vé tham dự sự kiện 4 năm một lần. Anh cũng đã có đến 18 huy chương vàng Olympic tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài nội dung 200m bơi bướm ra thì Michael Phelps cũng đăng ký dự nội dung 100m bơi bướm và 200m tổng hợp. Trong ngày thi đấu thứ 3 của giải Grand Slam Wimbledon, tay vợt người Serbia là Novak Djokovic đã có chiến thắng dễ dàng trước tay vợt người Pháp là Adrian Mannarino sau 3 set với tỷ số là 6-4, 6-3 và 7-6. Djokovic hiện đang hướng đến mục tiêu ghi tên vào sổ kỷ lục của giải. Hiện anh đang là người giữ nhiều trận thắng nhất ở giải Grand Slam ở kỷ nguyên mở rộng. Tay vợt kỳ cựu Roger Federer cũng có trận thắng dễ dàng trước tay vợt kém rất xa trên bảng xếp hạng ATP với vị trí là 772 là Marcus Willis sau 3 set mà không gặp nhiều khó khăn. Ở giải nữ, hạt giống số 3 là Agnieszka Radwańska cũng giành chiến thắng 6-2, 6-1 trước tay vợt người Ukraine là Katerina Kolosova. Tiền vệ đội trưởng Eden Hazard đã bị chấn thương và vắng mặt trong buổi tập luyện mới đây của đội tuyển Bỉ. Huấn luyện viên Mark Wilmots cho biết chưa chắc anh đã có thể thi đấu trong trận tứ kết Euro khi đụng độ tuyển xứ Wales. Cầu thủ này đã bị chấn thương sau chiến thắng 4-0 trước Hungary ở vòng 16 đội. Đây cũng là trận đấu mà Hazard đã thi đấu bùng nổ với bàn thắng và những đường chuyền phát động tấn công chính xác. Trong buổi họp báo trước trận đấu thì huấn luyện viên tuyển Bỉ tỏ ra lo lắng ở hàng tấn công khi vắng mặt Eden Hazard. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã chính thức sa thải huấn luyện viên Laurent Blanc và chính thức ký hợp đồng 2 năm với huấn luyện viên Unai Emery, người đã rất thành công trong việc dẫn dắt câu lạc bộ Sevilla đến 3 lần đoạt ngôi vô địch Europa League trong giai đoạn từ năm 2013 đến thời điểm hiện tại. Paris Saint-Germain hiện là câu lạc bộ được sở hữu bởi những ông chủ người Ả Rập. Đội bóng này đã có nhiều thành tích ở các cúp quốc nội như Ligue 1 và cúp quốc gia Pháp. Tuy nhiên, họ vẫn đang khao khát giành lấy những danh hiệu ở đấu trường Champions League, chiếc cúp mà câu lạc bộ này còn thiếu tính đến thời điểm hiện tại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thế giới trong phần tiếp theo. Hậu Brexit, vùng Calais đòi bãi bỏ thỏa thuận nhập cư với Anh. Chile ra luật dán nhãn thực phẩm đối phó với nạn béo phì.